Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung như sau: Tòa tiên toàn bộ cổ phần Trung Nguyên thuộc về ông Vũ. Tòa giao toàn bộ cổ phần trong tập đoàn cho ông Vũ. Ông Vũ phải hoàn trả phần chênh lệch cho bà Thảo. Về bất động sản, tòa tuyên chia đôi. Tiền chênh lệch bà Thảo phải hoàn trả cho ông Vũ hơn 12 tỷ đồng. Ngày hôm nay 27 tháng 3, hội đồng xét xử đã tuyên án xong kết thúc phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ ly hôn giữa Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Trung Nguyên. Về khối tài sản là tiền vàng ngoại tệ tại các ngân hàng, hội đồng xét xử nhận định đây là tài sản chung của vợ chồng, do bà Thảo không đưa được chứng cứ đủ để xác định đây là tài sản riêng của bà. Bà Thảo đã sở hữu 3.364 tỷ đồng, được ông Vũ thanh toán lại hơn 1.000 tỷ đồng. Về án phí, bà Thảo phải chịu là 33 tỷ đồng, đây là án phí phần tranh chấp tài sản. Tòa nói, theo nguyên tắc tài sản chia đôi khi ly hôn nhưng có tính đến các yếu tố hoàn cảnh gia đình của vợ chồng, công sức đóng góp của vợ chồng trong việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Ông Vũ và gia đình đã sáng tạo ra cà phê Trung Nguyên nhờ vào tiền bán nhà bố mẹ và tiền vay mượn, giấy phép kinh doanh cấp cho ông Vũ và ông Mơ, tức là cha của ông Vũ. Những năm sau đó thay đổi tên gọi và bổ sung ngành nghề kinh doanh. Tòa nhận định khi thành lập doanh nghiệp, số lượng vốn góp của ông Vũ bao giờ cũng nhiều hơn bà Thảo. Đây là điều cốt lõi xác định công sức đóng góp của hai bên. Bà Thảo nuôi các con ăn học và thường xuyên ở nước ngoài chăm các con. Một mình ông Vũ quản lý Trung Nguyên, ông là ông chủ của Trung Nguyên và mang về lợi nhuận cao. Tòa giao toàn bộ cổ phần trong tập đoàn cho ông Vũ phải hoàn trả phần chênh lệch cho bà Thảo. Riêng phần của cha ông Vũ đã mất do chưa mở thừa kế nên không phải tài sản được thừa kế riêng của ông Vũ. Về bất động sản, tòa tuyên chia đôi theo đề nghị của hai bên. Tiền chênh lệch bà Thảo phải hoàn trả lại cho ông Vũ là hơn 12 tỷ đồng. Hội đồng xét xử cũng nhận định đúng là việc bà Thảo mở King Cà Phê là cạnh tranh không lành mạnh với thương hiệu Trung Nguyên. Tuy nhiên, hội đồng xét xử xem xét công sức của bà Thảo đóng góp khối tài sản chung trong quan hệ hôn nhân như sau. Bà Thảo là người phụ nữ thông minh, dù nuôi 4 con nhỏ nhưng vẫn hình thành và phát triển công việc kinh doanh tại các công ty ở Singapore như Trung Nguyên Singapore và 3 công ty khác. Do 3 công ty này đang có tranh chấp ở vụ kiện khác nên theo tòa, bà Thảo sẽ được xem xét công sức ở những vụ kiện này. Về tài sản chung của vợ chồng là 7 cổ phần, hội đồng xét xử xác định ông Vũ có công sáng lập và phát triển, bởi lẽ ông Vũ và gia đình đã lập công ty đầu tiên nhờ vào tiền bán 2 căn nhà, từ đó bắt đầu và phát triển dần các công ty. Lời trình bày này của ông Vũ và những người liên quan về việc nguồn gốc của Trung Nguyên là phù hợp với các chứng cứ. Căn cứ công sức hai bên, xét vai trò của ông Vũ, bà Thảo, hội đồng xét xử nhận định rằng cần thiết giao cho ông Vũ sở hữu công ty, thanh toán tiền chênh lệch lại cho bà Thảo. Về quan hệ hôn nhân, tòa chấp nhận yêu cầu ly hôn của bà Thảo cũng như ghi nhận ý kiến đồng ý ly hôn của ông Vũ vì hai bên không còn tiếng nói chung trong nhiều vấn đề, mục đích hôn nhân không đạt được. Tòa ghi nhận việc bà Thảo nuôi con, ông Vũ cấp dưỡng mỗi năm 10 tỷ đồng cho 4 đứa con. Tuy nhiên, đối với người con đã thành niên thì không thuộc nghĩa vụ cấp dưỡng của ông Vũ, do ông Vũ tự nguyện nên tòa ghi nhận điều này. Tòa khẳng định không vi phạm tố tụng vì đã thực hiện đầy đủ việc hòa giải, đối chất và triệu tập, từ đó hội đồng xét xử bác các nhận định của viện kiểm sát trong phần phát biểu về tố tụng của vụ án. Hiện tòa đang nhận định các vấn đề liên quan đến vấn đề quan hệ hôn nhân, con chung và chia tài sản chung của bà Thảo và ông Vũ. Đối với quan điểm của viện kiểm sát cho rằng tòa chậm giao hồ sơ, hội đồng xét xử không chấp nhận và lý giải cặn kẽ từng thời gian, từ đó cho rằng tòa giao hồ sơ trong vòng 14 ngày là đúng hạn luật định, tức không quá 15 ngày đã bàn giao. Hội đồng xét xử cũng không nhận quan điểm của viện kiểm sát cho rằng tống đạt cho người liên quan là ngân hàng không đúng hạn luật nên xử ngày đầu tiên ngân hàng không có mặt, bởi lẽ tòa tống đạt qua bưu điện. Hội đồng xét xử cũng bác bỏ ý kiến phải xem xét bất động sản mà hai bên có tranh chấp, xem có người liên quan nào không để đưa họ vào tham gia tố tụng, việc xác minh đã rất kỹ càng. Theo tòa, do ông Vũ đã được Tòa án Nhân dân quận 3 tuyên bố không có biểu hiện rối loạn tâm thần, căn cứ vào các kết quả khám sức khỏe và các hồ sơ chứng cứ liên quan, nên Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh không trưng cầu giám định tâm thần của ông Vũ theo đề nghị của nguyên đơn nữa. Tòa giải thích việc không đưa một số chủ thể vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án, do xác định được ông Vũ không có tài sản cũng như cổ phần trong các công ty này. Chủ tọa cho biết, đến nay tòa án đã xác định việc giá hoàn toàn đúng pháp luật,
việc thành lập hội đồng định giá, cơ quan chuyên môn trong hội đồng, thủ tục định giá, lập biên bản đầy đủ, thủ tục xem xét, thẩm định tại chỗ đối với khối tài sản chung của vợ chồng là các bất động sản mà hai bên đề nghị chia đôi cũng được tiến hành đúng luật. Sau khi có chứng cứ thư định giá, hai bên có khiếu nại nhưng không nêu được cụ thể có sai sót chỗ nào, riêng bà Thảo cho rằng kết quả kiểm toán tài sản có sai sót, nhưng không chỉ ra cụ thể sai sót ở đâu, do đó khiếu nại liên quan đến việc định giá và kiểm soát tài sản đã bị bác bỏ. Theo tòa, hiện không bên nào có khiếu nại thêm về vấn đề này nữa. Sau khi tóm tắt các ý kiến hai bên, ý kiến của người liên quan, chủ tọa phiên tòa bắt đầu đọc các nhận xét của hội đồng xét xử về vụ án. Và ngày hôm nay là ngày 27 tháng 3 đó, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ ly hôn và tranh chấp tài sản chung giữa nguyên đơn là Lê Hoàng Diệp Thảo, 46 tuổi và bị đơn ông Đặng Lê Nguyên Vũ, 48 tuổi, kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Trung Nguyên tiếp tục, và phần nắm công ty cổ phần Trung Nguyên là sẽ thuộc về ông Vũ. Rồi qua đây cho chúng ta thấy là cái phần mà ông Vũ nắm Trung Nguyên đó là sự hiển nhiên, vì ông là người sáng lập ra, đó là đứa con tinh thần của ông thì ông nhất định phải giành lấy cho được, mà cũng không phải giành lấy, cái đó là hiển nhiên là đã là của ông rồi, còn bà Thảo là sau này mới có thì làm sao có thể tranh giành lại mà đòi những ý kiến quá vô lý. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về vụ của ông vua cà phê này. Rồi, cảm ơn các bạn. Nếu thấy hay, hãy đăng ký kênh và đừng quên like và chia sẻ để cho mọi người cùng xem. Xin cảm ơn.